Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Wow, ngày hôm nay chúng ta cùng đi kiếm em sĩ quyền và những món đồ chơi thuần nào các bạn ơi. Wow, mới vào chúng ta đã thấy được một chiếc xe truck màu vàng. Wow, với những chiếc bánh xe màu đen quá là đẹp luôn phải không nào các bạn? Quá đỉnh luôn. Wow. Đây là một con gì đây nào? Wow, một con Canetaurus. Yeah. Wow, nó có thể đóng và mở miệng được luôn nè các bạn ơi. Nó to ghê luôn á các bạn. Quá đã luôn. Yeah. Hãy cùng xem chúng ta có gì nè. Wow, một chiếc xe bồn. Wow, City Service Sprinkler. Quá đã luôn không nè các bạn. Wow, nhìn xem chúng ta có nhiều những món đồ chơi khác đang nằm ở trong bùn và nước này các bạn ơi. Hãy xem chúng ta có gì nè. Wow, một con cá sấu nữa các bạn ơi. Quá đã luôn. Wow, một chiếc xe màu vàng. Wow, số 95. Cùng một chiếc xe số 19 màu xanh dương kết hợp với màu vàng đẹp quá các bạn, lấp lánh luôn nè các bạn ơi. Quá đã luôn. Còn nữa, hãy xem Fire Sprinkler. Wow, một chiếc xe bồn để xịt cứu hỏa đó các bạn. Quá đỉnh luôn. Wow, một con khủng long hai mang. Wow, hãy nhìn nó xem, quá đã các bạn. Tuyệt thật luôn phải không các bạn? Quá là thích luôn. Ok, và đây chúng ta có một chiếc xe tải nè các bạn, City Service. Và đây là một con Triceratops, con khủng long ba sừng nè các bạn. Quá đã luôn. Có nhiều những món đồ chơi khác nữa, thích thật. Tao mấy đây là một người bạn tuyệt vời của MC McQueen. Wow, thích thật các bạn. Wow, một con Brachiosaurus. Wow, nó là một loài khủng long lớn nhất trong thế giới khủng long luôn đó các bạn. Quá đỉnh. Đây chúng ta có một chiếc xe Monster Truck. Wow, quá là đỉnh luôn các bạn ơi. MC Queen. Wow, một trái đưa tuyệt vời, một trái đưa cự phách các bạn ơi. Wow, và đây là Black Panther. Wow, báo đen các bạn ơi. Wow, một chiếc xe Super Racing Car. Và đây, wow, một con Ankylosaurus. Wow, nhìn bộ giáp nó đi và cái đuôi của nó nè. Lợi hại lắm luôn các bạn. Còn đây là, wow, một chiếc xe Monster Truck các bạn. Và đây chúng ta có con Triceratops khủng long ba sừng màu đỏ. Đẹp quá các bạn ơi. Wow, đó là những món đồ chơi của ngày hôm nay.